Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, chỉ trong vòng hơn một tháng, giá điều thô đã được đẩy lên từ 1.500 đến 1.600 đô la Mỹ một tấn, tăng gần 50% so với trước. Đây là diễn biến từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Chế biến và xuất khẩu điều là thế mạnh của Việt Nam, nhưng lại phụ thuộc chủ yếu vào nguyên liệu nhập khẩu. Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu hạt điều đạt kim ngạch hơn 1,16 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Việc các nhà cung cấp điều thô nâng giá bán hay không giao hàng sẽ gây nhiều khó khăn cho các nhà xuất khẩu Việt Nam.